Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô giảo hạt ha. Bông của nó thì từ 5 tới 12 cánh. Đây. Đó. Mấy cây này là cây thần chậu, em mới nhổ chậu ra nha cô chú anh chị. Đó. Cây rễ tươi xanh nha anh chị. Cây này khủng lắm, khủng luôn á. Nè, nhú chồi nè. Nhú chồi nè. Này mới cắt lại. Rồi, em đo hoành nè. Mã số 85, đo hoành cổ đế ha. Em đo cổ đế trước nha anh chị. 54. Cổ đế là 54. Đúng không? À. Rồi trên đây. 41. Trên đây là 41. Cổ đế 54 đó 41. Tuốt trên cái eo luôn. Hoành thang 37. À, 37. Đo nhiều chỗ cho anh chị coi ha. Chiều cao 1m21. Chiều cao 1m21. Đường kính bầu 55. À. Cây này chị về mà xả xuống bồn ha, ok lắm nha chị. À, mới đâm đội, đâm trọt. Cây mã số 85. Cây rất là đẹp nha chị. Rồi cây này giao lưu anh chị là 4,9 triệu ha, bao ship tặng nhà cho mình luôn. 4,9 triệu. Cây rất là khủng nha anh chị. Tiếp theo. Mã số 86. Mã số 86 nha anh chị. Ồ, cây này rất là khủng luôn ha. Nè, chị xem bộ đế nè ha. Cây này dữ lắm nha anh chị. Bộ đế này hở một chồng trong cái chậu 1 mét đó. Quá trần luôn. Quay cái nó quay cái nữa đi, từ từ đi. Ở đâu? Đó. Cây này thì nè. Nó có cái sẹo hồi xưa. Chỗ này. Cây này không có cái thằng này. Nó ốp vô đây nè, nó xấu quá nên em cắt bỏ. Anh chị. Ha, mã tươi xanh nha anh chị. Cây mã số 86 rất là khủng luôn nha anh chị. Hoành này ha, em đo cổ đế trước. 52. Cổ đế là 52. Hoành trên đây là 42. Hoành thân là 42. Đo nhiều chỗ cho anh chị ấy ha. Chiều cao 71. Chiều cao 71. Đường kính bầu 66. Quá trời khủng luôn chị ơi. Rồi cây mã số 86. Cây này giao lưu anh chị 5,5 triệu nha. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. 5,5 triệu bao ship. Rồi tiếp theo. Mã số 87. Mã số 87. Nhú chồi đâm bông lên luôn nè anh chị. Nhú chồi đâm bông luôn. Cười không anh chị, nhìn xem em nè. Một nụ nó quá trình chùm luôn. Đó. Hoành 20. Hoành 20. Chiều cao 1m13. Chiều cao 1m13. Đường kính bầu 35. Đường kính bầu 35. Mã số 87. Mã số 87. Cụ đếm đẹp lắm nha anh chị. Rồi cái này giao lưu anh chị 600.000 thôi. Để rẻ anh chị chơi 600.000. Bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo. Mã số 88. Ồ cái này cực kỳ quái luôn nha anh chị. Quái đẹp lắm ha. Bộ đế thì khỏi dữ dằn luôn nè. Đó, quay kỹ bộ đế cho anh chị xem cái. Quá khứ của bộ đế luôn. Rồi, cái hoành đi. Hoành đó là 20. Hoành đó 20. Chiều cao 69. Chiều cao 69. Đường kính bầu 32. Đường kính bầu 32. Mã số. Mã số 88. Mã số 88 nha anh chị. Cây này rất là đẹp luôn. Rồi cây này giao lưu với anh chị là 1 triệu ha. Em bao ship. Rất là đẹp nha anh chị. Rồi tiếp theo. Mã số 89. Mã số 89. Đó. Cây này cũng rất là đẹp nha anh chị. Rồi hoành. Hoành 20. Hoành 20. Chiều cao 74. Chiều cao 74. Đường kính bầu 35. Đường kính bầu 35. Mã số 89. Đó. Cây rất là đẹp luôn anh chị ơi. Mã số 89. Đế đều đó nha anh chị. Lá bành bành hết trơn nè. Bông nụ cũng dữ lắm nè anh chị. Nè, đây nè. Nó rụng từ bông. Rồi cái này giao lưu anh chị 600.000 thôi anh chị ơi. Bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo. Mã số 90. Mã số 90. Cụ đế cũng quái lắm nè. Cái này cũng để quái ha. Này cũng mới quanh cắt tàn. Quanh 18. Chiều cao 41. Chiều cao 41. Đường kính bầu 23. Mã số 90. Cụ đế đẹp lắm nha chị. Rồi cái này giao lưu anh chị 450 thôi, bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo mã số 91. Cây này mới đẹp dữ nha anh chị. Đó. Dữ dằn luôn. Nó dở cái là bị lũa thôi. Đó, lũa nhưng mà lũa sành hết trơn ha anh chị. Nè. Sành mà nó kéo mép á. Đó, chị thấy ha. Cây này cốt cành quái lắm. Đế điều. Đế điều luôn ha. Đế điều gan luôn. Chiều cao 68. Đó, chị nhìn cô đế nè. Đường cũng đầu 38. Đó, đế điều hết trơn nha chị. Cốt cành cũng đẹp ha. Mã số 91. Mã số 91. Rồi cái này giao lưu anh chị là 1.800.000 ha, bao ship tặng nhà luôn, 1.800.000. Cây này đẹp lắm nha anh chị. Mã số 92. Mã số 92. Củ này cũng đẹp nè. Quanh 16. Chiều cao 43. Đường kính bầu 20. Rồi cái này 250 anh chị, bao ship luôn. Mã số 93. Cây này quái ha. Đó. Này anh chị về chơi trồng đổ ha. Cây này cây đổ nha anh chị. Nè em dịnh cái, dịnh cái. Đó. Cây này anh chị trồng đổ là bá cháy ha. Quay cái này, quay sơ cái. Đó. Ha này anh chị trồng đổ xuống nha anh chị. Đó, rất là đẹp ha. Rồi nó hoành đi. Hoành 14. Hoành 14. Cành bay 35. Cành bay 35. Đường kính bầu 22. Rồi cái này 400.000 thôi chị ơi, bao ship luôn ha. Này trồng đổ rất là đẹp. Mã số 94. Mã số 94. Cái này thường chậu ha. Cái này quá trời cụ đế. Cái này là nó chóc ra ngoài nha anh chị, chứ da trong nó không có gì vậy nghe. Em cạo nè, đỏ cháy nè nha anh chị. Tại sợ anh chị một số chị không biết nữa. Nó cạo cho chị xem luôn ha. Rất là đỏ ha. Cái này già lắm, già da nó đỏ dữ lắm. Hoành thăng là 24. Hoành thăng 24. Đường kính bầu 42. Đường kính bầu 42. Cái tàn. Ủa. Chiều cao 42. Đường kính bầu 33. Mã số 94. Cây này đẹp lắm nha anh chị. Rồi cây này giao lưu anh chị 800.000 thôi, bao ship luôn, rất là đẹp. Rồi cây này khủng bố luôn. Mới đào luôn. Mã số 95. Khủng bố luôn nha anh chị. Hoành 32. Hoành 32. Chiều cao 78. Chiều cao 78. Đường kính bầu 36. Đường kính bầu 36. Tầm đọt non hết trơn. Quá trời cái cũ luôn. Cây này một cốt một clip chỗ này lên. Mã số 95. Mã số 95. Rồi cây này thì để cho cô chú anh chị là 900.000 ha, bao ship luôn. Cây rất là đẹp ha anh chị. To lắm, to ha. 900.000 bao ship. Cây này có rồi. Cái sẹo chỗ cũ thôi, sẹo nhánh cũ thôi nha anh chị, không có gì ha. Rồi tiếp theo. Mã số 96. Mã số 96. Đâm chồi luôn ha cô chú anh chị. Đó, cây này bệ đế quá trời luôn nè. Quá trời cây này bệ nha. Gồng ghiêu nó đóng nha anh chị. Đâm chồi. Cây này bệ quá trời bệ luôn. Hoành 24. Hoành 24. Cốt cành đều gan ha. Chiều cao 1,5 m. Chiều cao 1,5 m. Đường kính bầu 44. Đường kính bầu 44. Mã số 96 ha. Cây này bệ đế cũng đẹp lắm nha anh chị. Rồi cây này giao lưu với anh chị là 1 triệu ha, bao ship tặng nhà luôn. Rất là to đẹp chị. Rồi tiếp theo. Mã số 97. Đó, cái này đang núp bông lại luôn nha anh chị. Đó, nè. Đó, bông thì của chung là mai giảo hạt tàn này thì từ 5 tới 12 cánh thôi nha anh chị. Đó. Rồi, đâu hoành đi, tàn rất là đẹp luôn, từ dưới lên trên luôn nha anh chị. Sống khỏe thường chậu ha. Sống khỏe thường trậu chị yên tâm. Hoành 19. Chiều cao cỡ 1m7 nha anh chị. Đường kính bầu 46. Đường kính bầu 46. Rồi mã số luôn em ơi. Mã số 97. 97. Rồi cây này thì em để cho cô chú anh chị là, rồi để cho anh chị là 1.200.000 thôi. Bao ship tặng nhà luôn, 1.200.000. Rồi tiếp theo mã số 98. Mã số 98. Tàn cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Hoành 22. Hoành 22. Cao cho cỡ 1m6, 1m7 anh chị ơi. Hai cái này anh chị là mua cặp là chơi rất là đẹp luôn á. Đường kính bầu 44. Đường kính bầu 44. Mã số 98. Rồi để cô chú anh chị cây này 1.300.000 ha. Bao ship tặng nhà 1.300.000. Rồi tiếp theo mã số 76. Mã số 76. Tàn đều hết trơn nghe anh chị. Hoành 19. Hoành 19, cái này nó già giống như mai tú quý luôn. Chiều cao 1m21. Hoành 19 cao 1m21, già lắm nha anh chị. Đường kính bầu 31. Đường kính bầu 31. Mã số 76. Mã số 76 nha anh chị. Cây này rất là đẹp. Đáng sưu tầm để chơi nha anh chị. Mã số 76 nha anh chị. Rồi cây này hữu nghị mình. Rồi để cho anh chị 700.000 thôi. Em bao ship luôn á. Bao ship tặng nhà cho mình luôn ha. Giảo hạt ha. Bông từ 5 tới 12 cánh nha anh chị. Rồi tiếp theo mã số 77. Ồ cái này cao nha anh chị. Mã số 77. Đế cũng rất là đẹp. Cây này thì có hai cái nhánh. Cái con nhánh này nó bị mẻ này miếng. Như nhánh bên này nè, mẻ miếng luôn nè. Cây đâm lọt rất là tốt luôn anh chị ơi. Cây sống khỏe hết nha anh chị. Này sống khỏe từng chậu nha. Mới nhổ lên á. Hoành 27. Hoành 27. Chiều cao 1m6. Chiều cao 1m6 nha anh chị. Đường kính bầu 40. Đường kính bầu 40. Cụ đế cũng dữ lắm nè anh chị. Đế nè, cũ nè. Tại mai tàn không dám khui ra nhiều ha. Cũ rất là đẹp ha. Mã số 77. Cây này rất là đẹp nè anh chị. Rồi cây này để hữu nghị mình. Rồi để cô chú anh chị 1.300.000 thôi. Cây rất là đẹp luôn, to lắm anh chị ơi. 1.300.000 em bao ship ha. Rồi tiếp theo mã số 78. Mã số 78 này cũng có giảo hạt Thủ Đức nha anh chị. Cây rất cực kỳ quái luôn ha. Quá trần bộ đế luôn nè. Quá đẹp luôn anh chị. Hoành 20. Hoành 20. Chiều cao 86. Đường kính bầu 42. Đường kính bầu 42. Mã số 78. Mã số 78. Quay kỹ bộ đế anh chị xem nè. Quá khứ luôn ha. Tàn cũng đẹp nha anh chị. Nửa ốp tàn vô có mấy cái nhánh nhỏ nó có cái gãy anh chị thông cảm ha. Về đâm lại chỗ mới thôi. Cụ đế đã bao đẹp luôn nè. Rồi cây này giao lưu với anh chị là 1.800.000 thôi. Bao ship tặng nhà luôn. Cây rất là đẹp anh chị. 1.800.000. Mã số mấy em? 78. Mã số 78. Rồi tiếp theo mã số 80. Mã số 80 nha anh chị. Hoành 18. Hoành 18. Chiều cao 92. Chiều cao 92. Đường kính bầu 28. Cây này cụ đế cũng đẹp lắm nè anh chị. Tàn cũng khá đều ha. Mã số 80. Rồi cái này 500.000 ha. Em bao ship tặng nhà luôn. Giảo hạt Thủ Đức bông từ 5 tới 12 cánh ha. Rồi tiếp theo mã số 82. Mã số 82. Hoành 25. Hoành 25. Chiều cao 1m22. Chiều cao 1m22. Đường kính bầu 39. Đường kính bầu 39. Quá khứ cái tàn đẹp luôn. Cụ đế cũng đẹp lắm, đẹp luôn ha. Cây này cụ đế đẹp lắm nè anh chị. Cho anh chị xem ha. Đó, cụ đế, nhìn theo của anh chị. Cụ đế rất là đẹp. Mã số mấy em? Mã số 82. Rồi cái này giao lưu dưới của chú anh chị là 1 triệu ha, bao ship tặng nhà luôn. Cây đẹp lắm nha anh chị. 1 triệu thôi, bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Mã số 83. Mã số 83. Cây này là rất ok luôn ha anh chị, đảo hạt luôn nè. À, sống khỏe hết rồi. Quanh 20. Quanh 20. Khi ốp lá, mấy cái lá này có dập chị thông cảm ha. Tại để ngoài nắng hơi quéo. Chiều cao 1m25. Chiều cao 1m25. Đường kính bầu 31. Đường kính bầu 31. Mã số 83. Mã số 83. Rồi cái này giao lưu anh chị 700.000 thôi anh chị ơi. Rất là đẹp anh chị, 700.000 bao ship. Rồi tiếp theo. Mã số 84. Mã số 84. Cây này cụ đế thì quá trời cụ đế luôn. Hoành cũ là 21. Hoành cũ 21. Hoành thăng 15. Hoành thăng 15. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Này em bán là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó, cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó. Cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đây là xin giới thiệu và giao lưu với anh em cây dao gọt nha anh chị. Đó, cực kỳ bán ha. Này dao thép trắng. Thép đúc mà màu trắng nha anh chị. Đó. Rồi em gọt thử cho anh em xem đi. Đó, bao bán nha anh em. Đó, gốc mai đó, gốc mai vườn đó. Đó anh em coi ha. Gọt đất là gọt liệm luôn nghe anh em. Rồi một cây là 200.000 em bao ship tặng nhà cho mình ha. Dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp. Một cây cưa tớp nghe anh chị, một bộ. Đó. Cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nghe cô chú anh chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nghe cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp, dụng cụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. Theo bán là nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. Một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. Cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi chị, cô chú anh chị ơi ha. Rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cô chú anh chị. Thì giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80.000 em bao ship một cái lưỡi ha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm, hàng này là hàng của Nhật nghe của chú anh chị. Em bao sắc bén cho của anh chị luôn. Mở ra cắt dây nhôm mà không bán thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm là tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe của chú anh chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á. Em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẻ luôn cũng được. Rất là ok ha, gọi là sắc bén ha, hàng này hàng của Nhật nghe của chú anh chị. Cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. Rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú về, lâu lâu mới về được này ha cô chú chị. Hàng này là hàng của Nhật nha, là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Nó sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó cô chú anh chị để dán lên những cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. Keo nhôm ha, loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chú anh chị. Này rất là dày nha anh chị nè, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Chú chưa xài một cuộn này thì xài cũng rất là nhiều cây, cho rất là nhiều cây của mình đó. Khỏi cần lấy giấy nhôm ha, này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho rồi làm dán lên vô ha cô chú anh chị. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha, 70.000 một cuộn. Cuộn như thế này 70.000 nha, mới về, hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị, ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cái cảnh đó. Đó, này mình gấp vô được nha anh chị, đó, gấp vô được. Cây này bao sắt bán luôn ha, này hàng của Nhật nha anh chị, anh Gia Băng ha, bao bán luôn. Anh chị về mà không bán thì trả là hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150.000, em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, anh chị xem nè. Hàng của Nhật đảm bảo chất lượng ha, 150.000. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2, 4, 6, 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây cô chú anh chị xem nè ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình. Giá là 390.000. Đó, là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bán nha cô chú anh chị, về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha. Dưới một cây dùi này là 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi. Em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có 2 màu. Đó, màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây. Em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng là này đây em đã xài rồi nha cô chú anh chị. Em bao hàng cho cô anh chị luôn. Về cứ mở ra test thử, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo các cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có 2 loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nha anh chị nè. Đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là chắc bán, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có 2 loại ha, kéo tỉa dài và tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là kéo tỉa là đồng giá nha cô anh chị, 180.000 một cây, em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho cô anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn, mít nhìn vào bằng luôn nè ha, bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè, em mua lần là mấy trăm cây gì đó về phục vụ của chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000, em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô chú anh chị, bao sắc bén luôn. Cô chú anh chị về cưa đi, không bán nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có 2 loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nghe cô chú anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành nhỏ, cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cặp tròn. Đó, cặp xéo, cặp tròn. Cặp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha, em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cặp xéo, cặp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn, đồng giá là 350.000 một cây, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra, đẹp bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích ghế Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước là nghe cô chú anh chị. Đó, này mình ít thì mình muốn cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Muỗng cà phê đầy á, pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc này quý anh chị, cái này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M ra tôi nít nhiều nghe quý anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non này bị vàng lá nó nghe quý anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây. Thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó quý anh chị. Sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bù rễ cho cây phát triển tốt nha quý anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tận nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú nào, cô anh chị nào cần thì